khi là bị vấp phải những cái mùa mưa mà nước chảy nhá. Đây là cho phép là đóng ở đây, ví dụ như thế đi. Rồi em mày cho kiềng đây. Lên trên này. Đó. Như vậy thì ở đây á mình khoan đây mình cũng phải cần xé cái này đi. Nếu mà làm thấp xuống. Thấp xuống. Ví dụ cái nắp này đóng xuống dưới đi. Như thế này mình đóng đoạn này đi. Ví dụ bác mà kẹo đây. Mà chơi cái chén ở đây á. Ở đây á bác sẽ khoan ở ở vùng này. Bác sẽ khoan ở đây vùng này. Mà cái này ấy, hướng dẫn cho bác kỹ càng, bác buộc cái buộc bên này này. À, cho phép tầm cỡ khoảng độ 30 phân đổ lại thôi bác nhá. 30 đến 35 thôi. Để mình úp bên rồi, này như thế này thôi. À, dài quá thì nó vướng. À, bác cầm thế này bác úp phải không? Bác úp vậy. Nhưng mà úp vậy á làm nước mưa nó tống xuống đây là mạnh lắm, có thể nó bật cái nắp này đi. À, có thể nó phóng vào, nó cũng vào cái chén, vì cái chén này cách đây có 1 phân đến 5 ly thôi. À, sẽ tống thì bắt buộc cái này nếu mình đóng ví dụ mai mốt ấy thì chúng phải như cái này nhé, chúng phải cái này, bác phải xé cái này đi để nước ấy nó chảy đều xuống cây, thế này là nó không có vào nữa. À, nó không có vào nữa vậy mai nữa là mình xé. Đơn giản vậy thôi, rất đơn giản, nhưng mà không để ý ấy thì tại sao mà bảo là cái nắp này là che đậy mà kín nhưng mà cuối cùng nước vào vậy. Cái này đóng đông hay sâu? À, cái này đóng lại, nếu cây của bác ấy thì cái này là tầm kia như là ngập cái này, mà nếu cây nhỏ thì cũng vào tầm có 2 ly thôi. Cái này là 3 ly. Nó không chế. Ví dụ bây giờ thì bây giờ đóng cho bác ấy, ví dụ đóng thế này. Đó. Đó, thế là xong, bác cứ rút. Nhưng mà đóng lại không được cầm thế này. Nó che khuất cái nắp chóp. Mình nhìn không thấy đâu bác. Đó, bác cầm cái này để không dẫn. Ví dụ bác đóng á, đóng cầm thế này á là che khuất cái nắp chóp, mình không biết căn. Rồi mình phải cầm tay qua dưới này này. Mình nhìn đấy vào cái mặt cây là nó phẳng á, nó đều vậy, không có thì nó kênh thế này. Bác đóng á, bên này vào tới ở bên này nó hở. À, khí nó lọt nha. Bây giờ mình đóng làm sao á cho nó đều vậy. Đóng thế này, đóng phẳng, nó đều cho nó vào đều. Nhanh không ấy mà. Đó, cầm phải cầm vậy. Hoặc là đóng cao quá, mình như thế này mình ở dưới mình nhìn tì đều vậy mình đóng. Chứ còn tầm thế này xuống phải lúc nào cầm thế này. Đó, đơn giản vậy thôi. Thế là xong cái nắp này nhá. Xong cái nắp này rồi. Bác buộc cái kẹp cái kiềng này. Ví dụ bác bây giờ kiểu cái kiềng này ấy, là nó di động được. Kẹp cái gốc này có thể nó há to vậy. Nhưng mà bác có thể mở ra. Đi kẹp cái kiềng nhỏ không được đó. Rồi thì lúc đấy bác mở ra bác chỉ yêu cầu bóp lại vậy. Bác kẹp vậy. Vậy. Đó. Ấn bên này ấy, kéo bên này. Rồi sát thì cái này sát ấy, bác hơi kéo xuống là nó tự nó chắc. À, cái này nó không cho chạm cái này, nó động cách đêm chút nữa. Ví dụ cách đêm chút. Đó. Cho cao chút. Đó, vậy đi. Đó, bác như thế này. Rồi. Như thế này. Và thế này là bác khoan được. Và cái cách đóng nắp chóp ấy, đây, chẳng hạn như có tất cả các loại kiểu đóng nắp chóp. Cái kiểu đóng của vườn này là đóng ở bên dưới cái kiềng này này, là cái vùng mình lấy mủ là ở bên trên cái kiềng. Đấy, bây giờ làm cái nguyên tắc của nó, nguyên lý của nó là mình đóng nắp chóp ở đây và mình khoan trong cái khu vực này. Đấy, khoan đâu cũng được. Đóng đây là mình khoan trên này cũng được, hoặc là mình đóng ở trên này là mình khoan ở vùng này cũng được, đóng đây khoan vùng này cũng được. Là nó không cứ, đấy là kinh nghiệm làm lâu năm rồi là nó như thế, em biết được tất cả các kiểu, chứ không phải là cứ đóng ở đây là phải cách xa 5 phân hoặc 8 phân khoan thì mới có mủ, cái đấy là sai lầm hoàn toàn, cái đấy là nó không đúng đâu. Bọn em làm là có khi cách ấy, chẳng hạn sang tháng thứ 22 cách 4-50 phân nó vẫn có mủ bình thường, đấy, cho nên là bây giờ cái cách của mình làm là đóng dưới này khoan trên này, như cái vườn này như thế này là cũng được chứ không phải là không được đâu. Đấy, mai kia là mình đóng ở đây, chẳng hạn như cây của mình nó đâu có phải cái cây nào nó cũng tròn đẹp như cây này, cái cây vùng da này nó bị hỏng, vùng da kia nó bị lồi lõm, là mình phải kiếm chỗ nào phẳng phẳng mình đóng, mình cứ trong cái khu vực này chỗ nào ấy thì là nó phẳng thì mình đóng vào thôi, để cho là cái tiết diện của nắp chóp này nó tiếp xúc với cây là khí nó nạp vào cây được.
Còn là cứ y bài là cứ phải bắt buộc phải đóng ở dưới này cũng không được, phải bắt buộc đóng trên này cũng không được. Đâu phải cây nặng như cây nào. Đấy là cái phần là nắp chóp. Còn bây giờ là cái phần bơm khí của cái túi bạc này. Rồi khi bắt đầu mình bơm khí ấy, bơm lần đầu tiên cho cái cây này là mình bơm phun cái bịch này này. Cái bịch này là túi bạc. Túi bạc vừa này là trang bị là nắp chóp lỗ to này, cộng với cái túi bạc đây. Cái túi bạc đây là cái đuôi đây là mình lúc nào cũng phải xé ra như thế này. Đấy thì mình mới bơm. Cách bơm khí của cái túi bạc này như thế này là mình chỉnh đồng hồ là phun được bịch rồi. Thế là mình bây giờ mình chỉ việc bóp thôi. Đây như này là mình bóp nhẹ vào cái đó, bóp này là mình không cần phải bóp dây ấy thì nó cái áp lực lên cái túi này quá cao thì là mình cứ rút ra đây, nếu mà nó dư khí nó tự chạy ra đấy. Thế là mình chỉ việc cắm phát vào như này thôi, mà yêu cầu ấy là phải xé cái đuôi này ra đó. Thế thì nó mới không bị đẩy vào cây. Có nghĩa là túi bạc không đẩy là nó phải xé cái đuôi này ra, xé y như này mới được. Còn xé sơ sơ thì nó cũng y như túi BBC là nó vẫn bị ép khí vào cây. Đấy, thêm vài cây nữa. Đấy, đây, chẳng hạn mình rút phát ra như này, mình bóp phát này. Đó, bóp phát như này. Đấy, nó phình ra rồi nhá. Là động tác là mình cắm phát vào như này là bắt buộc phải xé đuôi nhá, không xé đuôi không được đâu. Đó, phải xé cái đuôi này ra như thế này thì nó mới không bị đẩy vào cây. Bây giờ chẳng hạn đây, mình rút ra như thế này. Rút ra này là cái bịch nó vẫn cứ phồng đây này. Đấy. Cái chức năng nó y như cái túi nhún ấy, nó không bị đẩy vào cây. Đó. Như này là phải làm như này, phải xé đuôi, không xé đuôi không được đâu. Nhiều bác đem về làm mũ không hiệu quả là cứ khoan được 3 phát lại phải đi bơm khí. Bác ơi, hàng đấy còn mấy cây ngay trước mặt đấy. Cứ 3 phát lại phải đi bơm khí là do không xé cái đuôi này này. Đấy, người ta là bơm 1 phát vào đây khoan được ít nhất từ 4 đến 6 mũi. Mình bơm khoan được có 3 mũi này. Lại sản lượng lại tụt hơn cạo truyền thống. Lúc đấy là bắt đầu lại đi bơm khí lại. Cho nên là cứ bơm khí là hình thức bơm là cứ bơm như thế đó. Cái túi bạc này ấy là lần đầu tiên là mình cứ bơm đầy bịch như này, xé đuôi ra như lúc nãy đã nói. Rồi xong ấy, sang lần khí thứ hai ấy thì mình phải căn theo cái sản lượng của cây này nó như thế nào. Là lúc đấy là mình mới biết được là đưa cái số lượng khí ấy, nó vào cái bịch này cho nó hợp lý. Lần thứ hai là mình không bơm căng như này nữa, là mình sẽ bơm theo cái sản lượng của cây, bơm theo độ của cây. Cho nên mỗi vườn ấy là nó có một cái công thức nó khác nhau, độ nó tùy theo cái sản lượng độ. Cho nên ấy là khách hàng các bác nào làm khí ấy, của là khách hàng của đại lý Vạn Năng ấy, thì cứ mỗi một lần bơm khí hoặc là mỗi một lần khoan lấy mủ rồi xong ấy là thông báo cái sản lượng, nhắn tin sản lượng này, độ này cho bên kỹ thuật của đại lý ấy, để biết, để điều chỉnh sao cho nó phù hợp với cái vườn của mình. Không phải là cây nào cũng giống cây nào đâu, cái vườn nào cũng giống vườn nào thì mỗi dùng chung một công thức thì cái đấy thì nó đơn giản quá. Và cho nên là mỗi vườn là một cái công thức riêng. Có nhiều vườn ấy phải khoan đến 7-8 mũi người ta mới vào khí. Có vườn 3 mũi là bắt buộc người ta phải vào khí rồi. Đấy, có vườn được 5 mũi. Như cái túi này thì thường thường được 5 đến 6 mũi. Cái túi này nó cũng chức năng như túi nhún. Cho nên là các bác là cứ làm phải theo dõi kỹ mới được, sát sao trong cái việc mà điều chỉnh cái lượng khí vào cây. Còn điều chỉnh theo một công thức chung thì cái đấy là không điều chỉnh được. Có vườn thì 8-9 năm, có vườn cây già, có vườn cây non, có vườn cây lung tung hết. Vườn cái giống nhiều vườn là giống cây lung tung, nó không phải là một giống cây, nó cũng khó khăn trong cái việc mà điều chỉnh cái độ này cho nó hợp lý, điều chỉnh sản lượng nó hợp lý. Đấy, cứ làm chắc ăn là cứ các bác là cứ chịu khó là cứ đến kỳ bơm khí hoặc là
sản lượng lúc nào nó lên, lúc nào nó xuống là phải nhắn tin sản lượng cho bên kỹ thuật đấy, để biết là điều chỉnh sao cho nó hợp lệ, còn không là không được đâu. Làm vài tháng lại tháo vứt đi là phí lắm. Thôi, có gì thì các bác cứ điện thoại qua cái số điện thoại là 0368 986 353. Đấy, gặp em để em hướng dẫn điều chỉnh bơm khí sao cho nó hợp lệ. Bà con có thể vào group Facebook Hội Khoan lấy mủ cao su bằng khí đúng phương pháp để hỏi đáp và trau dồi kinh nghiệm nhé.